Xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Đây là những cái bánh bò gãy tre, đường thốt nốt, rất là thơm ngon. Nếu cô chú, anh chị và các bạn thích món này thì xin mời cùng vào bếp với mình nha. Để làm ra những cái bánh bò đường thốt nốt thì với nhiều cách khác nhau. Hôm nay thì mình sẽ làm với cái cách đơn giản và rất là tiện dụng nha cả nhà. Mình đã chuẩn bị nguyên liệu xong rồi. Ở đây thì mình có là bột, đường, nước dừa, nước lọc và một ít men nở. Hôm nay thì mình mua bột qua bánh bò hiệu Minh Tài. Nếu cả nhà mình không mua được cái hiệu này thì mua hiệu nào cũng được nha. Vì trong cái bột bánh bò này nè, người ta có phần men sẵn cho mình đó, mình không cần mua men nở riêng ha. Với phần bột 200g thì mình sử dụng 200g nước dừa tươi. Nếu cả nhà mình thích béo thì có thể thay là nước cốt dừa ha. Và 180g nước lọc. Còn men nở thì ở đây mình có khoảng một muỗng cà phê nha cả nhà. Một muỗng cà phê men nở thì một hồi mình sẽ trộn vô bột trước. Còn đường thốt nốt ở đây thì mình sử dụng 200g nha cả nhà. Nếu cả nhà mình không thích ăn ngọt thì có thể giảm lại ha. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái phần bột nở vô trong cái bột này trước ha. Giờ mình cũng sẽ cho nước lọc vào luôn nha. Nước lọc này là nước lọc bình thường, mình không cần đun cho nó nóng lên nha cả nhà. Với cái liều lượng hôm nay là mình sử dụng là một bột, một đường và hai nước nha cả nhà. Mình cho lên mình trộn cho nó hòa quyện với nhau. Mình sẽ cho hết cái phần nước còn lại rồi mình tiếp tục trộn lên cho đều ha. Nếu mình làm bánh bò mà mình mua được cái bột bánh bò sẵn gì nè thì rất là tiện ha cả nhà. Vì mình không cần mua cái phần men nở riêng, rồi cái thời gian ủ bột á không quá dài nữa nên mình thấy rất là tiện. Mình trộn bột kỹ tí xíu cho men nó đều, cho cái bánh mình nó được đẹp hơn ha. Rồi bây giờ là mình thấy bột của mình trộn nó giờ nó cũng đều đó cả nhà. Giờ mình sẽ để qua một bên cho bột nó nghỉ khoảng 60 phút ha. Trong khi chờ bột nghỉ thì mình sẽ đi nấu cái phần nước đường. Mình sẽ mở lửa nhỏ, mình cho cái phần đường nè vô chảo mình nấu. Mục đích mình cho đường vô trước thì nè, cho đường nó tan ra thì cái màu nó được đẹp hơn hay cả nhà. Khi đường nó vừa tan ra thì mình sẽ cho nước vô liền nha. Mình đừng để cho đường nó lên màu nhiều quá thì nó sẽ bị đắng nha. Mình cũng có thể để nước với đường vô một lượt để mình nấu, nhưng mà theo mình thì mình thích cái màu cho nó đậm hơn á thì mình cho đường vô mình nấu trước ha. Đường này nè mình có sắt ga nên mình nấu cũng mau lắm cả nhà. Đường như vậy là được rồi, mình sẽ cho 200g nước dừa vào. Cho nước dừa vào thì mình nấu cho nó sôi lên, nó tan hết đường là được nha cả nhà. Mình không cần nấu cho nó kẹo nó sánh lại đâu ha. Rồi bây giờ nước đường của mình đã tan xong hết rồi, mình sẽ để cho nó nguội ha. Giờ trở lại cái phần bột mình đã để cho nó nghỉ được 60 phút rồi đó cả nhà. Giờ mình thấy nó cũng có nổi bọt lên li ti rồi nè ha.
Rồi bây giờ thì cái phần nước đường của mình á, nó đã nguội hoàn toàn rồi đó cả nhà. Mình sẽ cho tất cả vào bột này mình trộn lên ha. Sau khi trộn bột với đường cho đều thì mình đậy nắp lại. Mình để cho bột nghỉ từ 45 đến 60 phút nha cả nhà. Và bây giờ mình đã để bột nghỉ được 60 phút rồi. Mình sẽ trộn đều bột lên rồi mình chuẩn bị đi hấp ha. Hôm nay thì mình hấp bằng mấy cái chén chung. Mình đã thoa dầu lên đây rồi làm nóng khuôn xong rồi ha. Mình sẽ đổ bột vô mình hấp. Tùy cái bánh lớn hay nhỏ mà cả nhà mình canh cái thời gian hấp ha. Hôm nay mình hấp bằng cái chén nhỏ này, mình hấp trong vòng 20 phút. Và mình cũng buộc cái khăn vào cái nắp này cả nhà, cho cái nước nó không có rớt xuống cái bánh trong khi mình hấp, sợ nó bị nhão. Và sau 20 phút hấp thì cái bánh của mình nó đã chín rồi nè cả nhà. Cái màu nó hấp dẫn, nhìn thấy rất là ngon ha. Bánh bò rễ tre đường thốt nốt này thì nó không có dậy cao như là bánh bò xốp, mà nó thơm cái mùi đường thốt nốt, ngon lắm cả nhà. Đây đây là cái dĩa bánh mình đã thành phẩm rồi cả nhà. Cái màu nó vàng ơm mà nhìn thấy ngon lắm, nó thơm mùi đường thốt nốt nữa. Cái mẻ đầu á, mình hấp được 5 cái bánh như gì nè cả nhà, để mình lấy với cả nhà xem ha. Vì mình có thoa dầu trong cái chén này nè nên mình lấy ra rất là dễ. Cái bề mặt bánh á, thì nó mềm mà nó bóng nữa. Cái bánh thì nó cũng dậy, nó cũng găng, nó nứt cái mặt ra luôn nè cả nhà. Nó thơm mùi đường thốt nốt rất là ngon ha. Hôm rồi bên cái clip làm bánh bò xốp mà bằng trứng á, thì có bạn hỏi mình là có cách nào làm bánh bò mà ăn chay dùng được. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cái món bánh bò dễ che làm bằng đường thốt nốt. Và cái món bánh này thì rất là dễ làm, đơn giản, mà mình nghĩ chay mặn đều dùng được hết ha. Với nguyên liệu và cách làm như hồi nãy giờ thì mình được những chiếc bánh bò đường thốt nốt như thế này nè cả nhà, nhìn rất là ngon và hấp dẫn ha. Rồi mình cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này của mình nha. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu mến thì cho mình một cái đăng ký, một chia sẻ. Mình xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo nha.